là mới vừa về Việt Nam luôn. Vừa mới về hôm qua hôm kia. Nó là một trong những dòng mà sặc sỡ nhất của bên Indo. Thì cái thời gian mà mình thích nhất trong ngày á, mà để reset là cơ thể nghỉ ngơi á, là mình rất thích là những cái loài mà sinh hoạt ban đêm. Ồ, hôm nay mình mới biết ngoài bò sát có khả năng mọc lại chi thì tôm cũng có khả năng ha các bạn ha. Tay lớn hơn thì có thể vài tháng. Lâu hơn. Có con em nuôi cả năm mới lột một lần. Nhìn cái má nghe cái kẹt màu trắng của nó đó là sẽ biết được con trống. Đây nè, cái có cái con màu tím đẹp đó các bạn ơi. Mình kết cái màu tím rồi, mình kết nó quá rồi. Nhà thành cái sở thú thiệt luôn đó nè. Cho anh cái hang bự ha. Hang bự đi. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. 10 người coi hả? Hello anh em, hello mình là Nam Ngô. Còn đây là bạn Minh. Chúng ta đang có ở cái mặt ở cái shop tôm của bạn Minh ha. Rất là nhiều tôm đẹp luôn các bạn. Thì anh em cho xin một like, share rồi nha. Đông mà mình sẽ livestream cho bạn coi những cái dòng tôm kiển đang rất là hot và rất là đẹp luôn. Mà chơi tôm rất là thú vị nha các bạn. Đúng là môn nào nó cũng có cái hay của nó. Yeah. Ok em ơi. Đông chưa? 40 người. 40 người hả? Vô nhanh dữ kìa. Ok. Yeah. Hello đam mê xương rồng nha. Hello anh em nha. 60 người. 60 người hả? Rồi ok. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. À, không mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ mình sẽ nhờ bạn Minh đi giới thiệu về cái bộ môn chơi tôm kiển này, rồi từng cái dòng tôm và giá trị luôn cũng như là cách chăm sóc để cho mọi người nếu mà đam mê thì có thể kết nối với shop ha, để mà có thể đón mấy bé về chơi. Thôi trước mắt là em giới thiệu về cái shop của mình đi, shop của mình trước cái vị trí ở đâu hoặc là kết nối với em như thế nào để mọi người có thể biết. Chào mọi người, thì shop của em là ở quận Tân Bình ha, là ngay chợ Hoàng Hóa Thám luôn, số 15/3 Hoàng Hóa Thám, phường 13 Tân Bình. Thì hiện là em chủ yếu là em bán online. Cho nên do là em đi học với cả đi làm cũng nhiều nên là em bán online chủ yếu. Hoặc là khách nào mà thân thiết quá thì qua, hoặc là qua bữa tối thôi, em có thể tiếp được bữa tối ha. Nếu mà online mình kết nối với em bằng cách nào? Online thì em có trên nhiều nền tảng lắm, Facebook, YouTube, rồi TikTok nhiều lắm. Em kể một cái nick Facebook hay là như là Facebook anh cứ bấm Nguyễn Đức Minh mẫu mặt Minh Tôm là ra luôn. Hoặc là YouTube của em cũng là Minh Tôm luôn. Nguyễn Đức Minh nha các bạn, Nguyễn Đức Minh mẫu mặt ra Minh Tôm là sẽ ra đây, nhìn mặt đẹp trai, trẻ trung duyên dáng. Sẽ online, bây giờ online nó tiện. Ship toàn quốc luôn. Ok em ơi, em có thể giới thiệu sơ sơ về cái bộ môn nuôi tôm này nó du nhập vào Việt Nam khoảng thời điểm nào em? Tôm này vào Việt Nam là khoảng 2010-2011 là đã có rồi. Nhưng mà thời điểm mà đỉnh điểm nhất là 2019, họ lúc đó là họ nhớ là mười mấy, gần 20.000 người luôn. Thì đợt đó là có tổ chức một cái offline là cũng cả trăm người đi luôn á. Nhưng mà sau khi cái group đó bị hack á, cái là anh em cũng đi hết luôn, tan rã luôn. Dạ đúng rồi, bây giờ mới lập lại cái group mới, thì cái group em mới gầy lại còn có 8.000 thành viên thôi. Ok. Này anh quay cái dòng này luôn đi ha. Ok em. Đây các bạn, đây là một bạn tôm kiển. Này, dòng tôm này là lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam luôn nha mọi người. Là mình đợt này mình kết nối được với trại King Kong Crayfish, là trại lớn nhất thế giới hiện tại về tôm cảnh Indo. Nên là đã đưa được cái dòng mới này về Việt Nam ha. Dòng này là mới được tìm thấy từ năm 2021-2022 thôi. Nên là chưa có tên khoa học của nó luôn. Wow. Với lại cái dòng dưới đây, dòng dưới này cũng vậy, chưa có tên khoa học luôn. Chưa có quên khoa học luôn. Thôi em mình để mấy cái ống nước vô để mục đích làm gì ta? Mấy cái ống nước này. Ống nước này là tạo cái hang cho nó trú anh, tại vì con tôm là nó không thích môi trường tối. Nên là nó lúc nào ở trong hang còn nó chỉ hoạt động vào ban đêm thôi. Hoặc là nó đi ăn, nó sẽ ra nó kiếm ăn vào buổi tối. Nên là lúc mình cho ăn là mình tắt đèn cho nó ăn. Hay ha. Đèn bên đây nó đang ra nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn tôm cảnh này rất là đẹp luôn. Chăm sóc tôm thì có gì khó không em? Tôm này em thấy là chơi với nước nha là dễ nhất rồi đó. Tại vì hồi xưa em có chơi cá là nó hay bị ba cái bệnh tùm lum, nó nắm rồi tùm lum, riêng tôm là không có bệnh luôn. Bệnh một cái là chết luôn chứ khỏi có trị, nhưng mà thật ra là rất ít bệnh nếu mà mình nuôi tốt. Tạo cái điều kiện môi trường sống nó tốt là ok. Chỉ cần nước sạch là ok, chứ mình đừng có kiểu mà lười thay nước, nhưng một mấy tháng mình không thay nước là nó sẽ bị bệnh, là bị ký sinh trùng thôi. Chỉ có vấn đề đó thôi, còn ngoài ra là nó không có một cái bệnh lặt vặt gì hết. Nếu mà mình nuôi theo một cái môi trường mà mình thay nước mỗi 2 tuần là ok. Nhưng mà nước mình cái mấy cái chỉ số đồ nó có khắc khe không?
À, nước thì mình sử dụng pH nước máy nha. pH của nước máy mình chơi tầm 7 chấm là ok. À, 7 chấm là ok hả? 7 chấm là ok. Còn nhiệt độ á thì tùy cái dòng. Ở đây là mình đang nuôi dòng hoang dã, là mới vừa về Việt Nam luôn. Vừa mới về hôm qua hôm kia, nên là mình sẽ mở máy lạnh mát một xíu. Lúc mà giao cho anh em mình sẽ tăng nhiệt độ lên để nó thuận nhiệt lại từ đầu. Nó thích nghi từ từ lại. Đúng rồi, nó thích nghi từ từ lại. Tại vì ngoài môi trường tự nhiên, tụi này bắt ở vùng Papua Indo, nên là nó sẽ tầm 24 độ. Thì em đang mở máy lạnh 24 luôn, từ từ sẽ nâng lên lại rồi mới giao cho khách ở Việt Nam. Ok, coi như mình dưỡng bước đầu dùm cho khách á, về nó vui dễ hơn á. Với lại hàng về em cũng không có cho khách lấy liền nữa, mà khách mới thì cũng không có lấy liền nữa. Ví dụ khách chơi lâu năm rồi thì lấy liền ok, còn khách mới thì thôi em dưỡng, em thuần nhiệt cho khách. Khách mới thì chưa biết cách dưỡng đúng không? Cái dòng này là cũng là một dòng lần đầu tiên về Việt Nam luôn, và cái dòng này là chỉ dành những anh em thực sự đam mê thôi, tại vì nó rất là mắc tiền. Em có thể tiết lộ chút xíu không? Cặp đó là tầm 4-5 triệu một cặp. À, 4-5 triệu một cặp. Còn như những cái con dưới đây nè, thì cái con đó là cũng là bình thường thôi, nhưng mà mấy năm nay là không có sở hữu nữa ở Việt Nam, do là nó cứ nhập về là chết. Nhưng mà nó khó hả ta? Quá trình vận chuyển là hao hụt dữ lắm hả? Đúng rồi, nhưng mà cái dòng đó là mình bắt lên mình vận chuyển là nó sẽ chết. Nên là rất là khó khi mà giữ được số lượng, mà đợt này thì may mắn là giữ được số lượng anh. Trời ơi. Nó như cờ, do là dòng này, dòng bull chờ mọi người. Đây. Thì đặc thù của nó sẽ là body tím và càng xanh, thì nó là một trong những dòng mà sặc sỡ nhất của bên Indo. Lúc nào có nó là cũng cháy hàng hết. Thức ăn của mấy bạn này là gì? Ăn mồi sống hay nó ăn cá? Tạp á. Tạp là tất cả gì anh nó đều ăn hết. Ví dụ anh ăn cơm dư nó cũng ăn luôn á. Nhưng mà để mà chơi tốt cho nó thì mình cho ăn tép luộc, tép đồng á. Tép đồng mình luộc lên cho nó ăn. Phải luộc, phải luộc lên hả? Không luộc thì nó sẽ có ký sinh. Nó phải luộc lên cho nó ăn. Không là mình sẽ cho nó ăn trùng huyết đông lạnh. Trùng huyết đông lạnh hoặc là rong với lá bàng. Rong với lá bàng là tạo môi trường tự nhiên cho nó. Thực vật thêm, như ở đây em cũng xài lá bàng nè. Lá bàng hình như nó cân bằng cái độ pH. Đúng rồi. Với lại nó tạo cái nó ra cái nước vàng vàng á, nó giống trên môi trường sông. Tại vì sông cây nó rớt vô rồi lá nó cũng ra nhiều. Mấy cái bùn, mấy cái mã bã rồi đúng không? Mình thả mấy bạn cá trong này là mình nuôi chung cho nó thành một cái hệ sinh thái nó đẹp. Dạ, hay là đúng rồi. Cho nó tôm nó có thể bắt ăn luôn. Bắt ăn luôn. Hoặc là nó có sẽ có những cái con ký sinh ở trên tôm á, thì con cá sẽ ăn luôn ký sinh đó. Cá này ký, là cá chăm, cá chăm, cá mồi. Cá mồi á. Nhưng mà nếu mà anh thả nhiều nó bơi hành đàn rồi nhìn cũng đẹp. Đúng rồi, cá chăm nó bơi hành đàn đẹp. Nó thả số lượng nhiều là nó bơi hành đàn đẹp. Mà con cua nó nhanh không ta? Ê quên, con tôm nó nhanh không ta, mà nó bắt kịp cá ta, cá bơi cũng nhanh lắm mà. Tại nó sẽ săn mồi vào buổi tối anh. Buổi tối thì cá thường nó lừ lừ lắm. Đúng. Nó sẽ săn lúc đó. Tôm cũng là sinh hoạt ban đêm. Dạ đúng rồi. Hay á, nó chui vô hang ở hết nè. Ôi chắc nó chui này nhà chung cư các bạn. Thường là nó sẽ tập tính nó là như vậy. Tối là nó đi ra nó kiếm ăn. Mà đặc biệt cái dòng này mà lâu ngày quá, anh nuôi cộng đồng mà lâu ngày không cho ăn nó ăn đồng loại luôn. Nó đè cái con nào yếu nhất ra nó quất. Hết kẻ thù mình giết bạn mình luôn hả? Anh thấy nó ở chung vậy chứ đói quá là quất luôn. Đúng rồi, đói quá mà. Các bạn biết mình đi ban ngày mình rất là bận rộn ha, mình đi làm đủ thứ việc hết. Thì cái thời gian mà mình thích nhất trong ngày á, mà để refresh là cơ thể nghỉ ngơi á, là mình thường dành thời gian mình nằm mình nghỉ ngơi. Thì mình rất thích là những cái loài mà sinh hoạt ban đêm. Tại đêm nó mình ngồi mình nằm mình ngắm mình nghỉ ngơi đẹp quá. Chắc lát nhờ em tiễn giùm anh một cặp quá. Đây, cái dòng này nè, em nói nãy nè, chưa quay được, nó ra. Nó ra kìa. Dòng này là Việt Nam săn lùng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là mới có hàng. Quá đẹp. Mấy đợt trước là bị hụt hàng hết luôn. Cái ngay chỗ này của nó còn có chấm chấm nữa nè. Thì cái màu của nó là dạng là đặc biệt sặc sỡ bên Indo rồi. Cái màu tím cũng đẹp quá. Chắc lát kiếm con này quá. Cho nó hợp với cái iPhone màu tím mới mua của bà xã coi. Mình cũng kiếm cái màu tím.
tôm này ngoài cái màu này, những cái màu này nó có những cái màu giống như là sặc sỡ luôn ta, dùng đỏ rồi vàng đồ này nọ luôn không ta? Dạ có đủ, có nói chung là dòng Indo là có rất là nhiều màu luôn anh. Nhưng mà hiện tại là em săn bắt theo mùa, là có ví dụ như đợt này là có mùa của con này nên là em lấy nó về. Tại vì hàng hoang dã mình đâu có kiểm soát được cái gì mình muốn đâu. Mình có gì chơi đó. Đúng rồi. Ví dụ có size nào thì chơi size đó luôn. Chứ mình không có được chọn size của nó luôn. Ví dụ như cái dòng này max size nó là bao nhiêu em? Max size con này là trên 10 luôn á. Trên 10cm là nó có thể to này. Như cái bể ngoài kia em đang có một con size 12 nhưng mà nó trốn mất tiêu rồi. Nó chưa có ra. Nhà con này size 89 nè. Cái càng nó rất là to, con trống. Con trống là càng sẽ to hơn mái nha. À, lúc con, nào cũng vậy. Dòng con nào trống cũng vậy. Là càng to hơn mái. Và hai càng đều nhau, tụi này hai càng đều nhau hết ta. Hai càng đều nhau anh, trừ khi mà anh thấy không đều là do hồi nhỏ nó bị gãy một bên xong nó mọc lại. À, tôm có chức năng mọc lại nữa đúng ta. Đúng rồi, nó gãy cái gì nó sẽ mọc lại hết. Trừ con mắt. À. Con mắt là nếu mà mất con mắt là như vậy hoài luôn. Hay ha. Ồ, hôm nay mình mới biết ngoài bò sát có khả năng mọc lại chi thì tôm tôm cũng có khả năng ha các bạn ha. Như cua cũng có khả năng đó không ta, có khả năng mọc lại. Cua thì em chưa có chơi qua nữa. Hello anh em nha. Hello các bạn đang xem livestream của mình nha. Mình đang có mặt ở một cái shop tôm cảnh rất là nhiều tôm đẹp luôn của bạn Minh. Thì các bạn theo dõi, bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái dòng này kỹ hơn thì có thể comment bên dưới, mình sẽ cho các bạn cái info của shop để các bạn có thể tìm hiểu thêm ha, cũng như là có thể kết nối trực tiếp với lại bạn chủ shop luôn để có gì bạn tư vấn cho rõ. Rất là nhiều tôm đẹp. Trước cái màn hình của các bạn đang xem là một bạn tôm gọi là bun chờ. Bun chờ hả? Bun chờ. Bun chờ thì cái đặc điểm của cái dòng này là nó mình màu tím nhưng mà càng màu xanh nha các bạn. Rất là đẹp và cũng là một trong những dòng hiếm em. Nó không phải là hiếm nhưng mà kiểu là mình nhập, mình xuất khẩu là nó sẽ chết. À, có nghĩa là nó khó vận chuyển các bạn. Đúng rồi. Nó không hiếm nhưng mà nó tại vì này không phải là mình nhập khẩu về đây và nó trong quá trình vận chuyển thì nó dễ bị hao hụt. Đúng rồi. Nhưng mà cái ví dụ anh thấy con mà nó bơi vòng vòng bể vậy là nó rất là khỏe rồi, là có thể xuất đi được luôn rồi. Ok. Bây giờ mình giới thiệu sang dòng này. Hello bạn Cường nha. Giá sao? Hello Văn Tú Phạm nha. Giá thì cũng tùy mà tùy dòng em ơi. Ví dụ như cái bạn tôm trước màn hình đây là giá khoảng bao nhiêu mình này? Dạ, giá đặt trước là 1,6 triệu một cặp. À. Còn hàng về có sẵn rồi thì sẽ là 1,8 triệu tới 2 triệu một cặp. Ok. Anh em order trước á, thì thứ nhất là giá nó sẽ tốt hơn ha anh em ha. Dạ. Rồi có thể là sẽ tìm được cái con ưng ý theo nhu cầu của anh em luôn. Đúng rồi, tại vì khi mà mình đặt trước là em sẽ lựa theo, ví dụ ai chuyển tiền trước á, thì em sẽ lựa theo đặt đẹp trước. Em sẽ ưu tiên cái người đó trước. Đó, ví dụ như bạn tôm trước mặt của các bạn á, là đây con này. Đây, ví dụ như bạn này. Nãy em nói dòng, tên gì em quên. Dòng này là dòng Neo Purple, anh gọi là Neo tím cũng được. Neo tím. Cái người nó gần như là full tím luôn. Ngô. Full tím luôn. Thì cái dòng này là mới vừa có mặt ở Việt Nam. Ồ, mới vừa có mặt luôn. Trước năm 2023 là lần đầu tiên nó về Việt Nam luôn, chứ chưa có ai đem nó về hết. Ồ. Em có một bạn coi livestream hỏi anh, bạn Văn Tân hỏi cách xử lý nước. À, cách xử lý nước hả? Đây em có sản phẩm. Đây. Cái chai này là siêu xử lý nước bên cá rồng cũng như là bên tôm luôn ha. Ok. Thì anh em mà chơi nước máy á thì bơm nước vô chăm thêm cái này theo liều lượng của nhà sản xuất là 15 phút sau chơi tôm luôn. Ồ. Không cần cycle gì hết trơn. Không được cần cycle gì hết, chỉ cần cái chai này. À. Với lại thêm hai chai vi sinh nữa. Ví dụ như là bên này. Thì hai chai vi sinh này nữa là ok. Thì đây là hàng mắc tiền. Thì cũng ít anh em chơi, hoặc là anh em chơi vi sinh của Việt Nam cũng được. Nhưng mà nếu mà để khử nước tốt nhất là này là tốt nhất. Đây là ba sản phẩm mình dùng cho hồ tôm của mình, là nước rất là trong. Em có phân phối luôn mấy cái này không hay là... Dạ, cái này thì em không có bán rồi. Cái này anh em có thể ra mấy cái tiệm về vật tư cá cảnh á, tiệm lớn lớn thì sẽ có bán ha. Thì cái này là đồ xịn, cái này là đồ hàng cao cấp. Còn muốn mà bể luôn ổn định á thì một tháng mình sẽ bỏ thêm một cái ống vi sinh này vô. Đây là ống vi sinh cao cấp của Pháp. Biodigest thì một cái ống như là 30.000 lận. Nên một tháng mình sẽ xài một lần. Còn cái chai này là 200 mấy, gần 300. Ống này một tháng mình xài một lần thôi là sẽ cung cấp thêm hệ vi sinh cho tôm. Con tôm này Bảo Khánh này, mấy bạn tôm này thì cũng đủ giá có. Nói chung là cái giá cả của mấy bạn tôm này từ khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu em?
mấy chục ngàn cũng có, tới mấy triệu cũng có luôn. Ồ. Từ mấy chục ngàn tới mấy triệu ha, tùy vô cái nhu cầu của anh em. Nó rẻ là do nó sinh sản được quá nhiều ở Việt Nam, với lại cái mức độ mức sống của nó quá dễ. Nó không có yêu cầu khắt khe, nên là người ta sẽ đẻ được nhiều thì cái số lượng nó nhiều thì giá sẽ giảm, đó là điều đương nhiên. Ok, anh hiểu. Còn như cái dòng này như em chưa giới thiệu nè. Là chưa. Dòng này là dòng Neo Blue, là dòng Neo xanh. Thì nó giống Neo tím thôi nhưng mà nó màu xanh. Nó cũng là lần đầu tiên về Việt Nam luôn, thì cái body nó sẽ là full xanh luôn. Ở đây là con mái là càng nó hơi nhỏ. Bên kia con trống nó đang đưa càng ra. Hello anh em nha, tôm để phân biệt trống mái thì tôm trống càng to, còn con mái là càng nhỏ anh em nha. Đúng rồi. Khi nào nó lên size trưởng thành thì anh mới phân biệt được như vậy. Còn ví dụ như size nhỏ thì anh phải lật cái bụng nó lên anh coi. Tí xíu nữa lúc mà tiễn cho anh một cặp á thì em sẽ lật cái bụng lên chỉ cho anh luôn. Ok, tuyệt vời luôn. Cái màu xanh của bạn tôm này nó đẹp lắm nha các bạn. Nó không phải là xanh mình cảm giác giống như xanh mà xanh kim loại vậy đó. Xanh metal vậy đó, nó ngầu lắm chứ không phải là nó kiểu xanh bình thường đâu. Cái hồ tôm thì mình chỉ làm thấp vậy thôi hết à. Dạ, cái này là em nuôi dạng nuôi kinh tế. Nuôi kinh tế là làm cao 20 để chơi được nhiều tầng. Với lợi thứ hai á là cao thấp về là tụi nó có thể ngâu lên mặt nước dễ hơn. Nhưng mà chơi thấp vậy thì rủi ro là nó leo. Đây, em có lúc nào cũng dùng lưới hết. Còn ví dụ mình muốn chơi mà cái hồ không có lưới gì hết, mình cứ dùng hồ cao bình thường không sao hết. Do là nếu mà ở đây hồ cao mà em chơi 4 tầng thì nó đụng trần nhà. Ok. Nói chung cái bộ môn này thì cũng nhiều anh em trên cái livestream đang coi lắm mà chưa có lần nào mà có dịp để mà tiếp xúc với lại tôm, nhưng mà anh thấy rất là nhiều bạn đang rất là hứng thú kìa. Thì em có thể chia sẻ đối với anh em newbie muốn bắt đầu vô chơi bộ môn này thì cần chuẩn bị một cái gọi như là trang thiết bị gì, cũng như là cái tư duy như thế nào, cách chơi như thế nào, thì em chia sẻ với mọi người với. Nói chung là khi mà mình bắt đầu chơi á thì mình cứ là đừng có nuôi quá nhiều trong một hồ, tại vì con tôm là nó có tập tính lãnh thổ rất là cao. Nên là hồ anh em nhỏ thì em cứ chơi một con, đừng có sợ nó buồn, tại vì ở đây em cũng nuôi một con mà nuôi solo nó càng thích nữa, tại vì lãnh thổ riêng của nó mà. Cái gì anh em cứ hỏi là nuôi một con có buồn không, không, thật sự là không buồn, tại vì nó thích ở một mình luôn, nó lớn thì nó tự ăn, nó tự lớn bình thường. Thì nhưng nếu mình nuôi chung với nhau nó có đánh nhau không? Có, anh sẽ có đánh nhau. Ở đây em nuôi là anh thấy nó ở ngoài đồng vậy là một giới tính. Ví dụ như là hồ bên kia là trống thì hồ bên đây sẽ là mái. Thì nó sẽ không có đánh nhau nhiều, nó ở rất là hòa bình luôn. Còn ví dụ mà lọt con mái vô là bắt đầu nó nhá nhạo lên hết rồi. Giành mái, bắt đầu giành mái rồi. Cái tập tính của nó là như vậy. Hay ha. Cho nên là nếu mà muốn chữ số lượng mà nhiều á, mà nếu mà làm từng cái ô như vậy nè rất là tốn chỗ. Nên là chữ số lượng nhiều, như bên em nhập một lần về 200 con á. Thì cứ tách trống mái ra dưỡng thôi. Dưỡng xong thì sẽ qua bên kia phân loại cho anh em. Ok. Quá đẹp. Nó nằm sắp lớp thấy ghét ha, anh em đưa hai cái càng ra kìa. Hello Di Phương nha. Nuôi tôm hùm đi anh hả? Nuôi tôm hùm, đợi anh đi có tiền anh ra biển anh mua cái gì đó anh nhận bè anh nuôi. Còn bên này em? Bên này là những cái tôm phổ thông bình thường thôi, tại vì nuôi lâu rồi. Còn cái hàng bên đây là mới về. Hàng bên đây mới về nên em mới bắt đầu em nuôi cộng đồng á, kiểu như là một con ăn thì cả đám nó sẽ ăn chung luôn. Còn mới về mà anh cứ nhốt từng riêng riêng á thì nó sẽ không tốt. Có nghĩa là nó nhanh thích nghi hơn. Đúng rồi. Con cũ nó dắt con mới. Đúng rồi. Nên là em sẽ nuôi cộng đồng xong rồi sau 2 đến 3 ngày đó em sẽ phân loại ra rồi em nuôi solo. Còn bên đây là những cái hồ bình thường thôi. Hồ lọc thì cũng không phải là xịn nữa. Nuôi miễn cái con thường đó. Đây là setup cơ bản cho các bạn muốn chơi tôm luôn nè. Có một cái hồ nhỏ như này nuôi một con thôi. Cái này là dành coi như là anh em mà newbie á thì có thể nhìn cái mẫu hồ này để mà chơi ha. Thôi để lát mình có đặt hàng của mình một coi như là một bộ cơ bản bao gồm hồ rồi lọc gì đó, đèn rồi một cặp luôn, thì lát mình sẽ quay cái đó cho anh em coi là anh em cứ theo vậy là ok. Nhưng mà bên này cơ bản mà anh thấy nó màu sắc hơn bên kia ha. Đúng rồi, tại cái dòng này là newbie thích chơi lắm. Do là nó màu nhiều đó, anh thấy không? Đây, anh thấy cái màu nó. Thấy cái màu nó rất là sặc sỡ. Cái dòng này là dòng Ghost, kiểu con ma á. Ghost, bóng ma. Nó sẽ có cái body màu trắng. Nhưng mà nó sẽ lởm chởm màu trên đó. Thì mỗi lần lột nó sẽ có một cái màu khác. Nên là anh em chơi thích lúc nó lột để ra cái màu mới.
À, cái tôm này nó lục, nó là lục da đúng không? Nó thay nguyên cái lục vỏ. Cái vỏ mới luôn. Thay vỏ mới luôn. Thì lúc mà thay vỏ thì mới lột ra, nó cái ngửi sẽ rất là mềm. Thì sau 2 đến 3 ngày sẽ cứng lại. Và khoảng bao lâu thì nó lột một lần em? Cái đó là tùy theo size, ví dụ size nhỏ thì tầm 1-2 tuần. Còn size lớn hơn thì có thể vài tháng. Lâu hơn. Có con em nuôi cả năm mới lột một lần. Nó là size lớn thì nó cần thời gian hơn. Đây rất là nhiều nhiều màu sắc. Có mấy bạn vàng vàng này là ốc táo đúng không? Dạ, ốc táo. Nó có chức năng gì trong hồ không em, hay là dạ, nó ăn thức ăn thừa anh. Tại vì con tôm á nó ăn là nó sẽ nghiền ra. Thì lúc mà nghiền nó sẽ rớt mấy cái bụi xuống thì ốc táo nó sẽ xử lý cái bụi đó cho mình. Nó sẽ hút hết mấy cái bụi đó nó ăn. Và nuôi tôm này nó có làm mau hư nước không, làm mau dơ nước không? Thật sự tôm không làm dơ nước, em đã thử nuôi 6 tháng không thay nước rồi. Thì nước nó vẫn bình thường, nó vẫn trong hết, nhưng mà có một điều là nó tôm sẽ không lớn, không khỏe đúng không? Nó không lớn, nó chững sai luôn, nó không thể búp sai lên nữa. Nói chung là anh em xin chút, nhưng mà thật ra cái hồ tôm này nó cũng nhỏ gọn thôi, rất là đơn giản dễ. Đúng quy chuẩn nhất là bao lâu mình sẽ thay nước một lần? Tầm 1 tới 2 tuần là mình sẽ thay 30%. 1 tới 2 tuần thay 30%, quá đơn giản luôn. Thì là quá đơn giản luôn. Ok, mình sẽ đi tiếp ha, đằng kia còn rất là nhiều tôm màu. Đây là ví dụ như cái dãy bên này là những bạn này giá nó tầm khoảng bao nhiêu em? Dạ, những con này là giá tầm 150 một con thôi. Ôi, rẻ quá. 100 tới 150 một con thôi. Ví dụ như con nhỏ này là 100.000 nè. Còn con to hơn thì 150 vậy thôi anh. Rồi, rất là rẻ, rất là dễ dễ chơi luôn. Dạ. Nói chung là dòng đó là hồi xưa em mới bắt đầu cũng chơi luôn. Tại vì nó rẻ, nó dễ tiếp cận, với lại nuôi nó dễ nữa. Nhưng mà từ từ mình mới up lên. Chứ mới vô mà bắt anh em chơi cái này chắc anh em ngợp liền thì chết cái uống tiền. Thì tụi này ngoài cái chuyện ví dụ như giữa con mà nuôi dễ với con nuôi khó thì cái khác nhau ở điểm nào ta? Cái con khó là nó khác gì so với con dễ? Nó khác ở đây là cái nhiệt độ. Nhiệt độ thì chơi càng tôm càng cao cấp là nhiệt độ phải mát với lỗ mát hơn. Ví dụ như ở đây là em đang nuôi 24 độ đi thì em sẽ thuần nó lên nhiệt độ cao hơn chút xong rồi đưa cho anh em chơi. Và cái chuyện thuần này nó hiệu quả đúng không? Có nghĩa là nó thích nghi luôn, nó thích nghi được đúng không? À, rất là đẹp. Chỉ có 100.000 thôi là anh em có thể sở hữu rồi. Một cái combo này là khoảng bao nhiêu Minh ơi? Ví dụ như cái hồ, rồi đó mấy cái vật dụng xung quanh thì khoảng cái hồ này là tầm 150 một cái, nhỏ xíu à. Còn cái lọc thì anh em chơi cái lọc này cũng được, hoặc là cái lọc này ha. Cái lọc này có 50.000. 50.000. 50.000 thêm cái máy oxy tầm 70.000 nữa. Rồi mình gắn cái dây vô đó, mình gắn dây vô đây nó sủi lên rồi xong chơi được. Nếu vậy là cỡ có 400.000 là anh em sẽ có một hồ tôm. Con tôm 100.000. Cái hồ 150. Cái lọc này 50. Đó là 350, rồi thêm cái sục oxy gì đó khoảng 100.000 nữa là 450 là anh em có cái hồ tôm chơi rất là đơn giản luôn. Đẹp. Nhưng mà mấy bạn tôm này thấy cũng đẹp quá trời nè. Dạ đúng rồi, thì newbie thích chơi lắm. Nhưng mà nó còn lớn nữa không em? Lớn nữa anh, nó lớn dữ lắm á. Nó lớn làm sang mười mấy lần. Rồi anh em mau kết nối nha. Anh em mau kết nối. Mọi người cho mình xin một like, một share đi nha. Rồi mình sẽ đi vô mấy cái hấp dẫn hơn nữa. Hello VTV 24 giờ. Wow, dữ à. Hello Nguyễn Duy Phương nha. Hello Tiến nha, Tiến Trần nha. Nhà em mình phải không anh Nam? Đúng rồi, em mình luôn. Rồi đẹp quá. Tuổi thọ bao lâu Tuổi thọ những cái dòng như bình thường này, những dòng như này là tầm 2 đến 3 năm. 2 đến 3 năm. Còn những cái dòng như đây là trên 5 năm. Trên 5 năm. Đó, chơi cao cấp là sẽ chơi lâu dài. Tại vì cao cấp nó lớn lâu hơn những con này rất là nhiều. Không phải là ngày 1, ngày 2 nó lớn đâu. Bên đây là nó quá trình nó lớn lâu hơn, cho nên là tuổi thọ nó cao hơn. Với lại cái mắt size của nó, cái size lớn nhất của nó sẽ to hơn nhiều nữa. Đây các bạn, hồi nãy Minh vừa có chia sẻ, nếu mà chúng ta không có đậy nắp á, là nó mấy con lớn là nó bò trốn thoát được ha. Đó là trong trường hợp cái hồ em nó thấp á. Nên là nó sẽ hay như vậy. Nó sẽ bò lên á. Đúng rồi, còn mình chơi cái hồ cao 30 thì không có vụ đó đâu. Không có vấn đề này đúng không? Tại mình đang đây là shop cho nên làm cái hồ này có 25 thôi đúng không ta? 20 anh. 20 à. Đó, 20 à. Thì nó sẽ leo lên được. Đúng rồi. Góc bên này nó bị dính nước. Nè, dính nước. Nó leo đó. Nè, có leo nè. Bên đây mà nó vẫn leo dây oxy nè mấy bạn.
đó, trong suốt luôn rồi. Nói chung mình chơi cắt cú thì mình cứ đè lưới thôi, nó là chắc cú luôn. Ừ. Đè lưới lên là an toàn. Rất là nhiều hàng cho anh em newbie mới tìm hiểu nha, mà thật ra mình thấy nó cũng tương đối dễ. Về nó ăn liền không ta, nó dễ thích nghi vậy. Nếu mà mình mới mua về thì qua ngày mình cho ăn. Qua ngày hay tại cho vì ăn? Mới mua về nó lạ môi trường, nó sẽ tìm cái chỗ để nó trốn trước, nó tìm cái nhà cho nó trước rồi nó mới đi ăn. Chứ mới ngày về anh thả ăn, có con ăn có con không, mà để chắc cú nhất thì cứ qua ngày, tại vì nếu mà nó không ăn thì ngày hôm sau sẽ dơ nước mình. Anh tính hỏi gì nữa quên rồi. À, ví dụ như mình nhìn vô một bảng tôm thì mình biết những cái dấu hiệu nào là bé nó đang không, đang có vấn đề về sức khỏe để mà mình có thể can thiệp vô. Tức là nếu mà có vấn đề về sức khỏe là nó sẽ lừ đừ. Lừ đừ. Nó không có di chuyển, nó không có năng động như con này, nó leo trèo lum, nó không có bò gì hết. Nó sẽ núp một góc thôi. Nó sẽ cụp đuôi lại núp góc đó, nó không làm nữa, nó không ăn, nó không trốn, nó không gì hết, nó cứ nằm đó rồi nó sẽ chết từ từ. Đó là cái đó thật sự là do nước mình quá dơ mới bị. Còn ví dụ như nuôi nước trong, xài vi sinh có lá bàn vô là ok hết. Giống như nãy giờ tụi mình đứng đây quay mà mình thấy cái bạn này nó cứ nằm yên hoài, không biết nó ok không, nó có con này là nó đang mới về đó, nên là nó cần cái thời gian nó hồi thích nghi lại, đúng không, hồi sức lại, thích nghi lại. Ok em, nó là cái con này là mình đâu có đem, không có đem qua kia để mình bán, mình giao cho khách, mình để ở đây khi nào nó khỏe thì mình mới giao. Với lại tụi này nó trong quá trình nó lột da, nó thay vỏ chứ lộn, nó lột vỏ đó thì nó sẽ rất là mềm. Thì trong cái giai đoạn đó mình có cái gì cần lưu ý không anh? Giai đoạn đó thì anh không được thay nước thôi. Không được thay nước. Cứ để nó như vậy, dù nó lột thì anh cứ để nó như vậy, đừng có thay nước gì hết. Với lại ngoài ra là có sử dụng thêm cái sản phẩm này bên em luôn. Là khoáng cho tôm cảnh ha. Thì bên tép cảnh nó đã có khoáng rồi, nhưng mà nó sẽ phải đo TDS, tức là nồng độ chất rắn hòa tan trong nước. Thì cái khoáng này của em là cho tôm, mà đặc biệt là không có cần đo cái đó, chỉ chăm đúng liều thôi là tự nó vô đúng bài với tôm luôn. Đây, đúng rồi, Phát Lê trang chỗ của Minh Tôm đây. Một chai này thì có 35.000 thôi, rất là rẻ. Rẻ, này cũng sản phẩm bên em luôn. Dạ đúng rồi, này có shop, tên shop của em luôn. Ok, đây là tên shop nha các bạn. Awabas House. Đây có logo trên đây. Đây logo. Có bạn hỏi em tác dụng của lá bàn là gì, em có thể giải thích cho mọi người. Tác dụng của lá bàn ở đây chỉ là tạo cái môi trường nó giống với môi trường tự nhiên thôi. Như nãy em cũng nói là mấy con tôm này nó bắt con giả ở sông. Ở sông thì em biết là ở trên nó có cây thì nó gớt lá xuống đó, thì cái lá nó sẽ ra mấy cái nước. Với lại lá bàn nó cũng có một cái chất ra làm giúp con tôm nó tăng sức đề kháng nữa. Với lại nó làm cái nước màu vàng vàng, nó tạo cái môi trường, với lại nó ổn định pH cho mình. Đó là công dụng của lá bàn ha. Nhưng mà đối với một số dòng á, như cái dòng này nè, anh dòng gót đi. Dòng gót này là anh thấy body đen trắng đúng không? Nó ăn lá bàn là body sẽ bị ám vàng. Nên là anh em chơi gót là nếu mà muốn body trắng đẹp không có chơi lá bàn. Không chơi lá bàn. Với lại cái dòng gót này nó cũng khỏe quá rồi, không còn lá không bàn cần thiết luôn. Đúng rồi. Ok ha. Nãy bạn nào hỏi lá bàn quên tên rồi. Lá bàn á thì hôm bữa mình đi quay bên cá lóc rồi á, thì cũng mọi người cũng có chia sẻ nó cân bằng cái độ pH và nó giúp cho giống như nó tăng sức đề kháng, Minh vừa mới nói tăng sức đề kháng cho cá, cho tôm đồ trong đó. Và nó cũng ngà ngà cái màu, là tôm nó dễ chịu, khỏe mạnh. Có tôm blue bơ hả? Blue bơ thì em không có, hay shop rồi. Blue bơ hiện nay shop chưa có nha bạn nha. Ăn dở lại chai này. Còn những cái viên sỏi em bỏ trong này nó có tác dụng gì không, hay là đề co thêm trang trí thôi? Dạ có tác dụng chứ anh. Thì em thử nuôi không sỏi rồi, đối với những dòng cơ bản như này á, nuôi không sỏi thì nó vẫn ok. Nhưng mà đối với những dòng cao cấp á, nuôi không sỏi thì sẽ bị stress. Stress là nó cứ núp gốc thôi, stress là nó không có bòi, nó không ăn luôn, thì không ăn thì biết rồi, từ từ cũng chết mòn thôi. Là có sỏi nè, nhất là dễ bò ngay nữa, không bị stress. Thì cái sỏi này là em cũng lưu ý mọi người là không có nên trải dày nha. Mọi người thấy như em để có chỗ mỏng, có chỗ không. Tức là nếu mà nó thử trải dày rồi, trải dày là tôm hay bị đột tử. Do là nó tích độc với nền đó. Xong rồi con tôm mình sống là sống trực tiếp với cái nền luôn mà. Tích độc với nền ụp lên cái là con tôm chết liền. Cho nên là mình để mỏng vậy thôi, là cái lọc của mình nó sẽ xử lý được cái đó, với lại nó không có tích độc dưới. Ok, bà con có nghe rõ không, là
cái sỏi rải nền chúng ta đây là kinh nghiệm quý giá luôn nha, chứ không phải là có tiền mua nhiều sỏi về rải nhiều rải đâu, mà rải nhiều quá là nó, tại cái nền mình mà dày quá là độc tố rồi nó sẽ tích trữ ở dưới cái lớp nền, thì tôm mình nó bò trên đó là nó bị dính cái độc luôn là nó sẽ chết. Rải mỏng mỏng vậy thôi ha. Cái camera này bị gì mà anh thấy nó hơi mờ ta, livestream á. Ok, bên này thì em nói sơ mấy cái nền luôn ha. Thì bên này là em chơi nền cát, lý do em chơi nền cát là em đang giả lập cái môi trường sông bên đó. Thì em nghiên cứu mấy cái sông bên Papua và em thấy là dưới đó là đá không mà sẽ là lớp cát lên. Nên là em đang giả lập lại cho tụi nó để tụi nó quen. Xong rồi mới chuyển sang không cát, tại vì thật sự chơi cát rất là dơ. Chơi cát anh không có hút cặn, không có vệ sinh được. Nên là những cái hồ này em không có hút mấy phân của nó luôn, mà xài vi sinh xịn để nó tự phân hóa, tự phân hủy luôn. Như cái chai mà nãy em nói đó, cái chai màu tím này nè, đây màu tím, chai màu tím này là vừa làm tan phân vừa làm tan thức ăn thừa luôn. Mình sẽ không cần phải hút cặn thường xuyên, có chai tím này. Còn anh em chơi mà hút cặn thường xuyên thì khỏi cần chơi chai tím cũng được, chơi chai này thôi được rồi. Quá hay. Em anh thấy xài khá là nhiều oxy á, thì điều gì xảy ra khi mà chúng ta không cung cấp oxy cho tôm? Không có oxy thì tại vì con tôm á, nó không phải là như cá lóc là nó lên mặt nước nó thở, mà là nó thở bằng cái độ oxy hòa tan trong nước. Nên là cái cục sủi như này là nó đánh oxy trong nước thôi, nhưng mà thật sự cục sủi thì cũng chưa tốt đâu. Nếu mà muốn tốt anh xài cục sủi của cá rồng á, sủi nano á, thì nó sẽ tan oxy nhiều trong nước hơn, thì lúc nhuyễn hơn, tan nhuyễn, thì càng nhuyễn là oxy nó sẽ càng không bị thất thoát lên á. Thì con tôm sẽ thở tốt hơn, thì hô hấp tốt thì nó sẽ khỏe. Nói chung là nuôi tôm không thể không cung cấp oxy, những cái cục oxy này được nha các bạn, bắt buộc phải có. Lóc thì không cần cũng được, nhưng mà cái này bắt buộc phải có, không có là đi bụi. Có một số trường hợp là anh em nuôi không có oxy luôn, tức là để nước thấp cho nó tự ngô lên mặt nước rồi nó thở, nhưng mà thật sự con tôm mà nó muốn thở tốt nhất là nó chỉ thở bằng cái oxy hòa tan trong nước. Nên là nhiều anh em chơi thấy không có oxy vẫn sống bình thường, nhưng mà sự em chơi dòng cao cấp mà không có oxy thử là chết liền. Không, tốt nhất là chúng ta phải cung cấp những điều kiện mà và đủ, ít nhất là cần và đủ cho sự sống. Chúng ta cung cấp thiếu là không được. Nhưng mà anh đi qua bên Thái, anh thấy nó nuôi trong mấy cái khay mà nước rất là thấp luôn, giống như em vừa mới nói vậy đó. Đúng rồi, thì cái đó là nó chơi mấy dòng thường thôi. Với lại nó làm kinh tế nữa nên nó cũng không có trang thiết bị nhiều như ở đây. Đúng rồi, Thái Lan nó là một cái giống như là trung tâm bét động vật của thế giới luôn các bạn. Nó nuôi cái gì nó cũng lên tầm công nghiệp hết rồi. Ok em, còn khu bên này là cái khu mà em dưỡng cho khách hả? Đúng rồi, khu bên này là đây. Đây là những cái sản phẩm, có cả thức ăn luôn ha. Dạ, thức ăn. Thức ăn này là như em nói nãy á, là tép tươi, cám nền, lá dâu là cung cấp thực vật. Đúng rồi, cung cấp thực vật với lại một số vitamin và khoáng phụ gia cho tôm. Thì đó là nếu mà anh em bận quá đi, ví dụ như em nói là muốn con tôm màu đẹp á, thì mình sẽ phải cho nó ăn tép, cho nó ăn lá bàn, cho nó ăn rong đủ thứ. Mà anh em bận quá không cho ăn được thì cứ xài cái cám này, tại vì em tổng hợp hết em nén thành viên. Thì đây em nén thành cái viên này bỏ vô con tôm mới ra ăn thôi. Đó. Mùi nó rất là nồng để con tôm đắm mùi dễ. Tôm ăn đậm đà, đậm đà hương vị. Cái cám này thì khi nào em hết em sẽ đặt gia công tiếp, tại vì không có hàng thường xuyên, do là em xài nguồn tép tươi á. Là nguồn tép tươi trên Đà Lạt, đâm ra là cũng khó. Đây là sỏi để mà rải lên đúng không? Dạ đúng rồi, cái đây là sỏi, là sỏi cao cấp, sỏi Thái luôn. Tức là nó sẽ rất là dễ hút cặn, dù mình đưa cái ống hút vô nó sẽ không bị hút theo. Nó nặng không? Đúng rồi, nó nặng. Cái một cái viên nó rất là nặng, với lại là nó sẽ giữ nhiệt cho cái hồ của mình luôn. Giữ nhiệt là giữ nhiệt mát á ha. Tại anh cầm vô anh thấy nó mát quá nè. Nó sẽ giữ nhiệt cái phần đáy cho mình, tại tôm ở tầng đáy mà. Cái sỏi này nó mát, các bạn cầm vô nó mát. Cho nên là nó sẽ giữ cho cái. Thôi mình qua đây mình quay. Ok. Thì như mình có chia sẻ ban đầu là tôm mới về thì cũng không có giao liền cho khách đâu. Dưỡng cho nó sức khỏe ok xong rồi mới chuyển cho khách ha. Rất là đẹp luôn. Thông báo cho bạn một tin nữa là mình lại dính vô bộ môn này, mình mới đặt hàng một hồ nữa rồi các bạn. Đó, giờ nãy em nói là nó lúc góc nó cụp đuôi đúng không? Con này anh thấy là đâu cụp đuôi đâu. Nó không cụp đuôi là ok. Như con này là nó ra nó chơi với anh luôn rồi nè. Về là giao khách là ok luôn. Nó ra nó chơi với mình luôn. Nó nằm nhưng mà nó không cụp đuôi là được anh.
Đó, đây là một cái biểu hiện của một bạn tôm đang khỏe mạnh, đã bắt đầu thích nghi rồi. Đó, nó năng động chứ nó không có ù lì các bạn ha. Nghe là sáng nay là em có giao hàng ra Hà Nội rồi, mấy anh feedback hàng rất là ok. Còn hàng này là mấy anh em cho thành phố, do là sáng em tổng kết hàng thì em sẽ đem ra sân bay hoặc là nhà xe, còn thành phố thì mấy anh em bận á, là nhờ em giữ giùm thì ok. Nếu mà đặt trước á thì em sẽ giữ giùm cho anh em 1-2 tuần luôn, thoải mái, em không có phụ thu thêm. Quá ok. Tại vì nếu mà cái người bán mà mình sợ nhất là giam hàng, mà mình dưỡng lâu á thì lỡ mà nó leo có tai nạn này nọ cái thứ đó là mình sẽ bị hụt. Đúng mà rồi. Ở đây là em nhận dưỡng cho anh em là không phụ thu gì hết. Là kiểu là em chắc chắn là con nó sẽ ok rồi là mới nhận dưỡng như vậy, chứ nếu mà không chắc chắn là ép anh em lấy liền rồi. Đúng rồi, quá xuất sắc. Các bạn ơi, thời đại bây giờ nó khác rất là nó khác rất là xa so với ngày xưa ha. Thì cái quan điểm ngày xưa mà thậm chí mình cũng vậy đi, ví dụ như mình mua hàng á, mình nói mình chạy ra trực tiếp cửa hàng mình coi có gì mình lựa cho nó chắc cú. Nhưng mà tới thời bây giờ thì cái chuyện đó nó hết chắc cú rồi các bạn. Giờ thời bây giờ là thời order. Thích cái gì order thì sẽ được giá tốt hơn là cái thứ nhất. Và có thể đặt hàng theo yêu cầu của mình, thì các bạn chủ shop sẽ kiếm về con hàng nó ưng ý cho các bạn hơn. Thường các bạn ra shop các bạn mua thì thường đại loại là cái hàng mà người khác không chọn cho nên nó còn nằm lại. Đúng rồi. Cho nên là cái tư duy mua đồ của thời bây giờ nó khác cái thời xưa cho các bạn ha. Sẽ mua được giá tốt hơn, chất lượng hơn, đẹp hơn, nhiều sự lựa chọn hơn. Mà nó cái bất lợi là phải chuyển tiền trước thôi. Thì cái đó là uy tín của nhà của shop rồi. Thì bởi vậy ai cũng muốn làm việc cho nó trung thực để mà tăng cái độ uy tín của mình lên từ từ. Cho nên là cái người mua hàng sẽ mạnh dạn mà coi như là deposit trước, đặt cọc trước. Có cái dòng này lạ nè, đợt này em không có về nè. Con này con bị gãi càng em giữ lại đó. Dòng này là dòng Tiger nha anh. Có Tiger. Cọp á, nhìn nó có vân cọp. Vân cọp. Gọi là Tiger luôn. Thì dòng này là xưa về nhiều lắm mà đợt này là không có mùa ha. Không nên có mùa. Cũng không có về. Ồ bên này nó bị rụng cái càng nó mọc lại ta, cái càng này càng cũ của nó ha. Không, cái đó là nó lột á anh. Cái lột á. Nó lột. Con này là chia color, là người nó sẽ có 3 màu. Đó. Thì càng tím, chân xanh và body màu nâu ha. Thì nó sẽ là chia color. Cái dòng này là về Việt Nam lâu lắm rồi. Anh em chơi miết cũng chán rồi. Mà về cái độ màu sắc thì nó quá đẹp luôn. Ôi. Giờ mình mới nhìn thêm một cái điểm đẹp của nó nữa là hai cọng râu của đẹp quá. Dạ. Nó múa bắn mà rất là mềm mại luôn. Râu này càng lớn là càng dài á. Và dạ. Đặc biệt là gãy sẽ mọc lại. Gãy mọc lại nha anh em, càng gãy cũng mọc lại luôn. Thoải mái luôn. Chân thì sao ta? Chân mọc lại hết, tất cả kể cứ đều mọc lại hết. Tất cả mọc lại hết trừ con mắt thôi. Đúng rồi, trừ con mắt mà mất là mất luôn. Cho nên lúc nào nó lột vỏ, anh cầm cái vỏ của nó là anh sẽ thấy cái hốc mắt chứ không thấy con mắt. Còn nó lột vỏ anh sẽ thấy cái càng cũ, cái chân cũ, cái cả gì cũ mà con mắt không cũ. Hôm nay là cái dòng Việt Nam cấm nè. Dòng này tôm càng Việt Nam cấm nuôi mà kiểu nuôi nuôi ăn, nuôi nông sản á. Nuôi tại vì tụi này nó phá màu mè nè. Cái có những cái tin trên báo là cấm nuôi tôm. Con này là con Rofish, con này là cajun. Đúng không? Làm cajun của Mỹ nè. Louisiana. Nên là nó ít phổ thông ở Việt Nam thôi. Nhưng mà kiểu tiệm cá bây giờ nó cũng bán. Kiểu mình chơi cảnh thì không sao, còn mình nuôi kiểu trang trại lớn thì không. Đúng rồi. Tại vì tụi này nó thả ra thì tự nhiên nó cũng phá hoại môi trường. Đây là cái dòng khoai ao công. Qua đây xem ha. Quay top view này. Quay được không ta? Hello. Cái... con này nhiều màu dữ ha. Dạ. Cái này nhiều màu. Đúng rồi. Này dòng gì em? Dòng phai công anh. Ồ cái càng ảnh nhiều màu quá. Càng phai là lửa. Càng lửa, phai công. Càng nó ba màu nhỏ. Con này xanh. Là trước giá rất là cao. Bây giờ là sinh sản Việt Nam khá nhiều rồi. Nên là giá nó cũng bị giảm xuống nhiều rồi. Mà anh em thích chơi thì có lẫn cái giá mềm cho anh em chơi. Sinh sản như Việt Nam sinh sản đã được rồi. Đúng rồi, tại vì hồi đợt team em về tầm 200 con á, một loại à. Năm ra là nhiều người chơi rồi sinh sản được nhiều ra. Hồi xưa giá rất là cao, tầm 3 triệu mấy một cặp, bây giờ còn có 1 triệu mấy thôi. Cũng dễ tiếp cận. Dạ. Dễ tiếp cận hơn, mất giá thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Còn đây là em nói bên đây, tôm nè, như một bầy bên này nè. Đây nè.
là có mấy chục ngàn một con cho mấy bạn mới chơi đó. Nó có lớn nữa không em? Có anh, nó lớn max size tới 10, 12, 13 lần nếu mà trong môi trường nuôi nhốt nè. Ồ cũng bự thứ. Dạ đúng rồi, thì mấy con này là max size là tầm trên 10 không á. Chỉ có riêng cái bạn này, riêng cái bạn này là gọi là bạn tôm mini, là chỉ tầm size này thôi. Size tầm 7, 8 là cao nhất rồi, không có cao hơn nữa. Mà nếu mà tên size 7, 8 mà lột á thì nó chỉ bự cái càng thôi. À, cái body nó không bự nữa. Không bự nữa mà đúng càng rồi, bự lên. Càng sẽ bự ra. Đó là con mái, anh qua đây coi con trống. Ừ. Cái hồ bên này nè các bạn, anh em newbie sinh viên, học sinh đúng muốn rồi trải nghiệm cái dòng nuôi tôm thì chỉ có vài chục ngàn một bé thôi. Vài chục là nhiêu chục ta? Dạ, 60 anh. 60 ngàn thôi. 60 ngàn là có con bé. 60 ngàn một con. À. Mấy cái này thì chơi bộ tư anh không có oxy, nó vẫn sống bình thường luôn, nó rất là khỏe, độ thích nghi nó quá cao. Chơi thì setup đơn giản như vậy thôi. Nền cát là nền tự nhiên nhất nhưng mà là nền dơ nhất. À, em chơi thì chơi vi sinh nó cũng xịn rồi, nên là em chơi nền cát thoải mái. Cái lợi là em có máy lạnh cũng không cần sỏi để mà giữ nhiệt. Cái này mình nuôi bầy đàn được hả? Xe nhỏ thì nuôi bầy vậy được, cho do nếu rạm mà xe nhỏ mà anh tách ra nó không lớn nha. Xe nhỏ mà tách ra nó không sẽ không lớn, tại vì nó không tự ăn được. Xe nhỏ nó sẽ ăn theo đàn, nên là anh phải nuôi đàn vậy nè, nhiều hang, để nhiều hang vô. Ví dụ anh nuôi 10 con để 12, 15 cái hang. Nó dư ra, tại vì anh đâu phải là hang, nó ví dụ như là nó phải chọn cái nhà của nó chứ không phải anh chọn cho nó. À, mình chỉ cung cấp thôi. Đúng rồi, muốn ở chỗ nào thì ở. Đúng rồi. Có khi là anh thấy cái hang vậy mà nó sẽ ở khoảng giữa hai cái hang. Ok anh em, cho bà con, cho mấy anh em mình like, share, tìm tiếp đâu nha, để có động lực đi làm tiếp ha. Nèo luôn quay đây. Đây. Nèo xanh qua đây nhìn rõ hơn. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Rất là đẹp. Ngầu. Anh thấy cái con tầm tích nuôi cũng đã. Tầm tích là nước mặn. Mặn á. Dạ. Mình thấy nó cũng lành quá trời, nó dữ như quỷ. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ thương ha. Đứng như tượng luôn á. Nó ra nó tương tác với mình. Nó không có bị núp gốc hay là nó không có cụp đuôi. Nó ra nó vươn cái càng nó lên, nó kiểu như là đang phòng thủ thôi. Đây Peter Tèo ơi, hồi nãy anh mới giới thiệu đó, cái dòng tôm bên này học sinh sinh viên newbie thì chỉ có vài chục ngàn thôi. Đó, còn bên kia thì có cái bạn gì mà 100, 150 đó em, đó dòng tôm gì? Dòng Goss anh. Dòng Goss à. Nó mắc hơn là do nó bự hơn thôi. À. Chứ nếu mà cái dòng đó mà size cỡ này thì cũng mấy chục ngàn. À. Tại vì đây đang size nhỏ là mấy chục ngàn thôi. Bên kia là size 6 rồi bên đây mới size 3 thì nó sẽ rẻ hơn gấp đôi. Rồi okay, nó sung kìa. Nó thấy được cái máy là nó dương càng nó cự kìa. Đẹp á. Đó Peter Tèo. Có mấy dòng tôm này là dành cho học sinh sinh viên newbie để cho anh em tìm hiểu, tại vì nó khá là khỏe mạnh, nó dễ thích nghi. Đó, cho nên là mọi người cứ thử nghiệm trước. Rồi muốn nâng cấp á, thì lên sau. Nhưng mà thật ra nó cũng không mắc lắm ha. Nói chung là đúng cái dòng xịn xịn này nó cũng vài 4-5 triệu thôi, nó cũng không quá hớp. Đó là những dòng trung cấp thôi. Còn những dòng VIP hơn nữa thì ở đây em không có sẵn rồi, tại nó mắc tiền quá. VIP nữa thì nó khoảng bao nhiêu ta? Tầm mười mấy tới mấy chục cũng có. Nói chung là cỡ nào cũng có. Nó mắc là do nó là hàng động do trong danh sách đỏ. Nên nó mắc, nó khó nhập khẩu, nó khó làm giấy tờ nên nó mắc. Chứ không phải là vấn đề gì khác. Vì vấn đề đó là cho nó mắc thôi. Ok. Đây con này nhìn thấy rõ luôn rồi, nó ra làm chơi này. Đây anh em ơi, anh em cho tôi thêm nhiều like, tôi sẽ giới thiệu với anh em một cái hồ tôm của ông chủ shop ổng nuôi. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn và rất là nhiều con xịn sò trong đó, cực kỳ đẹp luôn. Mình có nãy giờ mình thổi lỗ tai mình gù. Mình nên lát chia anh một con trong cái hồ này đi. 10.000 đi anh. 10.000 đi, 10.000 tôi 7.000 anh em cho nhiều like lên nha. Nhiều like quay tiếp cho anh em coi. Qua cái hồ đây. Đây là cái hồ trước mặt của, mà mình sẽ, nếu mà được 10.000 mình sẽ quay cho anh em coi ha. Đây là cái hồ chơi. Hồ chơi của bạn chủ shop. À, rất là nhiều con đẹp trong này. Đây cũng là những cái bạn tôm dành cho anh em newbie đây. Đúng rồi. 100, 150 rồi tầm tầm cỡ đó. Dạ. Thì cái đây là dòng pin màu hồng ha. Ôi con màu hồng dễ thương vậy. Đây là dòng màu hồng anh.
Còn bên đây là màu vàng nhưng mà nó size nhỏ là nó hơi nhạt đó. Lớn là nó vàng hơn. Ôi con hồng này đẹp quá. Dạ, hồng này mấy bạn nữ chắc nhìn mê dữ. Cái bụng nó như anh thấy cái bụng nó cũng có giống như sọc caro quá ta. Trắng hồng, trắng hồng. Nó sọc sọc á anh, nó là hoa văn của nó thôi. Thật ra là nó full hồng. Full hồng luôn. Dạ. Đó như cái bạn mà trước màn hình các bạn á thì nó 150 hay 100? Tầm tùy size anh. Ví dụ size này luôn nè. Size đó là tầm 150 thôi. 150 đó. Size lớn chút xíu thì 150, size nhỏ xíu thì có 100 ngàn. Dạ. Thì dành cho anh em newbie rất là dễ chơi luôn. Quá dễ chơi. Thì đó hồi nãy mình có giới thiệu rồi đó. Là chỉ khoảng 450 là anh em đã có một cái hồ nuôi tôm nó tương đối là hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh rồi. Cái hồ nuôi tôm này rất là đơn giản, trang thiết bị trong đó đơn giản, chỉ có con tôm nào thôi. Như con này là nó bị gãy càng. Ừ. Do nó lột nó bị dính cái càng lại. À, nó có trường hợp đó anh ta ví dụ có anh, có trường hợp là mình lột dù chăm khoáng đầy đủ hết rồi nhưng mà lột vẫn sẽ bị dính lại càng, nó là do trường hợp mình xui. Xui. Nó hẳn là xui luôn. Ừ. Thì cho nên chơi tôm lúc mà lột thành công là anh em vui lắm, thường hay úp lên khoe trên mạng. À. Group đó. Là hay vượt cạn thành công rồi đó. Vượt cạn thành công ha. Như càng to mấy con mà size càng bự đi là càng khó lột. Ừ. Quá trình lột như mà phụ nữ mình đi sinh vậy đó. Nó khó vậy đó. Coi như là cũng sinh tử luôn á, cái đó cũng có khi là sinh tử luôn, lột không được cũng đi bụi luôn đúng không? Lột không được là chết luôn trong cái lớp vỏ mới của nó luôn. Ồ. Hoặc là có những cái con mà nó sẽ bị rối loạn chuyển hóa khoáng, đó là cái bệnh nó bên trong cơ thể nó rồi. Tức là nó lột xong cái vỏ nó không cứng lại được. Ừ. Nó mềm nhũn hoài luôn thì vỏ không cứng nó sẽ chết. Ừ. Những cái con nó lột xong mà anh thấy tầm 3-4 ngày mà không cứng là tầm 1 tuần nó sẽ chết. Ừ. Nuôi rất là dễ nha, lớp trưởng 1-3, lớp trưởng lớp 1-3 nuôi rất là dễ. Con hồng nó đi ngang mà, à, về góc ngang. Đó. Hello anh Nam, để đọc cái hello anh Nam bữa nào quay lại có lóc cảnh của anh Khoa Nguyễn của anh Hóc Môn. Ok em ơi, bữa nào anh đi ở bên chỗ của shop bên tôm đây là cũng có cá lóc nha anh em, nhưng mà hiện nay đang hết hàng nha anh em. Yeah. Bữa nào có hàng mình lại mình quay tiếp. Bên cái shop tôm nè, shop tôm của Minh Tôm nè, mình có chơi cá lóc luôn mà giờ đang hết hàng, cá lóc đang hết hàng. Anh thấy hết hàng, hình như đa số hết hàng hết. Lóc thì em săn bắt theo mùa anh, tại vì em chơi có do nữ hoàng thôi. À em chơi nữ hoàng không hả? Dạ em chơi mỗi dòng đó thôi, nên là em nhập của nhập ấn á, nên là nhập trực tiếp bên đó là bắt theo mùa chứ không có phải là cá nuôi sinh sản. À. Nên là em chờ mùa cá rẻ thì em nhập. Ví dụ như là sắp tới tháng 3, tháng 4 là cá rẻ lại thì em sẽ nhập. Còn okay. Cuối năm thì cái cá nhỏ sẽ không có cái mùa. Giá nó cao hơn. Đây anh em, nếu mà anh em không thích màu hồng thì anh em nào bạn kim qua đây chơi màu vàng. Đây có vàng tôm màu vàng. Đây con này vàng rõ hơn nè. Con này vàng hơn nè. Nhìn rõ hơn. Đó, vàng. Và càng lớn nó sẽ càng vàng. Con này đầu cam nè. Gót cam anh. Gót cam. Cho 10 ngàn mà, mới 8 ngàn rưỡi nè. Chưa. Gì? 8 ngàn cho xem hồ kia anh ơi, mới 8 ngàn chưa được, 10 ngàn mới được. Bớt đâu tới 2 ngàn, bớt dữ. Con bên này là nãy em giới thiệu nè, là con mà nó mắc sai chỉ làm 8 cm nữa. Nhưng mà nó là con trống thì nhìn càng nó bự hơn nè. À, nó tương tác với mình nè, Mình để cái tay là nó quơ tay theo là đó. Dí anh đó. Ồ, nó cũng khôn quá chứ, rồi sợ hả. Công nhận cái dòng bét nè, nó cũng có cái hay của nó hết. Yeah. Coi như là thôi giờ nói chuyện tâm sự chút là hồi đó lúc mà lần đầu tiên em gặp mấy bạn tôm kiển này á, thì em bị thu hút bởi điều gì mà em quyết định là em mê nó luôn, rồi em đi đến kinh doanh nó luôn. À, tại ngày trước là em ra tiệm cá mua cá bảy màu về thả hồ trên bàn chơi, tiện thấy tôm thấy vui thấy lạ, tại chưa giờ thấy lắm. Cái gì là lúc đó có mấy chục ngàn con à, mua về chơi thử xong bị dính luôn tới giờ. Dính luôn, lúng luôn. Giờ ra kinh doanh luôn. Quá tại ok. Tại vì mình chơi mà mình muốn úp lên cấp. Úp sai úp úp dòng nào đúng rồi, thì mình phải có chi phí mình duy trì đó. Đúng rồi. Chơi luôn. Tuyệt vời em. Chơi vậy nó mới bền. Dạ. Chơi mà chi ra không không bền đâu, dễ gãy lắm. Cái dòng này là dòng cũng mới về nè. Này là con trống, càng nó sẽ bự. Cái con nãy em nói anh đó, nó lột nó không bự nữa mà cái càng nó sẽ bự thôi. À coi như là mát size nó như đây rồi, mỗi lần nó lột là nó sẽ lên cái càng thôi. Đúng rồi.
À, cái đèn nuôi tôm này là đèn lấy sáng thôi chứ có đâu. Đúng rồi, tại vì tôm mình không cần đèn anh. Đèn là để mình ngắm mình dễ hơn thôi. Chứ không phải là cái màu sắc nó sẽ phụ thuộc vô đèn. Không có giống như cá rồng mà mình phải bơm gì đó. Thì cái đèn này em chơi là đèn dỗm, đèn có 100.000 à. Cho anh em đừng nói em đánh đèn nha. Đánh đèn là sai, cái màu tôm nó vậy á. À, mà đèn ánh sáng bình thường thôi. À, đèn led trắng thôi, bình thường thôi. À, tôm này mình vẫn cho ăn mỗi ngày hay em, hay là mấy ngày cho ăn lần? À, một mỗi ngày cho ăn một lần ha. Mỗi ngày cho ăn một hoặc lần. Là anh bận thì 2 ngày một lần cũng được. Ồ, ok, không sao hết. Yeah. Nếu mà anh nuôi solo á thì thật ra là một tuần anh cho ăn một lần cũng được, mà nó sẽ lâu lớn thôi. Ờ, hình như là 10.000 rồi hay sao đó. 10.000 chưa? 10.000 rồi, thôi vô. Ok, không để cho anh em chờ lâu nữa. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một cái hồ cộng đồng, vừa tôm vừa cá của bạn Minh. Rất là đẹp. Đây. Ok, em giờ em giới thiệu với mọi người đi. Dạ, hồ này chưa? Quay con này trước đi ha. Đây là dòng Neo Blue, nãy mình nói là lần đầu tiên tới Việt Nam đó, nhưng mà wow, cái đây là size trưởng thành của nó rồi. Gọi là già luôn rồi đó, cối yeah, luôn rồi đó. Thì nó sẽ bự, càng con trống càng sẽ bung bự ra vậy. Thấy cái càng của nó sẽ bằng 1/2 cái bữa luôn. Đúng rồi. Cặp càng nó quá đẹp luôn. Cái màu xanh với cái màu trắng đẹp lắm các bạn. Đẹp lắm. Đó là đặc điểm nhận dạng con trống. Con trống là cái má bên nó sẽ màu trắng. À, đây cái má bên đây nè các bạn, cái má đây. Cái má nó sẽ màu trắng, và anh để ý ngay cái má nó có cái phần màu xám đó, là cái mô mềm của nó. Còn con má sẽ không có cái mô mềm đó. Mình đang nói cái má, tức là cái má cái càng này các bạn, chứ không phải cái má ngay cái mặt nó đâu nha các bạn. Nhìn cái má ngay cái càng màu trắng của nó đó là sẽ biết được con trống. Nó kẹp chặt đau dữ à. Cái con này kẹp nó không nhả rồi anh. Kẹp không nhả luôn hả? Ờ. Có nước kẹp mà mình vũ ra cái rớt luôn cái càng luôn đó, thì rớt. Mấy lần nghi gu nó cắn anh đau quá, anh tính vũ một cái rồi mà vậy không được đâu. Nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm, hồi gán chịu đau bằng bông gòn luôn. Đẹp, nó quay ngang cũng đẹp nữa. À, bên này còn mấy bạn đang núp trong này nữa. Nhiều lắm anh, trong đây là có tới 8 con bự giống vậy lận, nhưng mà nó trốn rồi. Lát hồi á là em lấy khúc cây ra. Ồ. Lấy khúc cây ra thì mấy bạn lấy ở ngoài luôn thì nhìn dễ hơn, đẹp hơn. Ồ. Chắc là mình dời cái hộ của anh okay, xúc qua đây xíu đi. Rồi, coi như là anh bạn chủ shop bạn Minh quá nhiệt tình luôn, sẽ lấy khúc cây ra. Đây các bạn, để anh quay cho các bạn, đây là cái khúc lũa. Đây là cái khúc lũa mà để cho vừa là cái trang trí mà vừa là cái nơi cho mấy bạn tôm này trốn, đúng không? Để đỡ stress. Thì bây giờ bạn Minh nó đang trong này 8 con rất là đẹp luôn. Thì nó chui núp trong này mấy bạn thấy không được, cho nên bạn Minh sẽ rất là nhiệt tình sẽ lấy khúc cây này ra cho các bạn dòm luôn. Đó. Phải đứng lên chứ cái hồ này cao 1m8 lận. Ồ. Cần anh phụ thì truyền xuống anh. Dạ, có cái lưới. Không có lưới nữa leo ra được. Với lại cái hồ này ngày xưa em nuôi cá lóc á. À. Năm ra là phải có lưới. Hồ này là 1m55. Dài 1m55, rộng 69, cao 81. Wow. Đó. Quay khúc dưới đi chứ anh quay khúc cây làm gì. Đây nè cái kia. À. Có một miếng rớt. Có cái con màu tím đẹp đó các bạn ơi, mình chết cân màu tím rồi, mình kết nó quá rồi. Như còn một con ở trong đây. Ồ, có một con trong này. À, con màu cam này ha. Để anh bê nó cho bạn. Nặng. Ê, có một con ở đây. Nó dở vậy không dám đụng. Nào để anh coi anh đứng lên phụ được cái gì không? Nó có cái vợt của em á, cái vợt thì em dứt xuống chứ nó dương cạn gì. Cái vợt anh để đâu? Như ở bên kia sao? Chứ mấy con này thì chưa đẹp, chưa gọi là đã đâu. Nè anh đẩy con này xuống nè. Con này đây đang đứng đây, đó đẩy xuống. Ok, còn con này nữa nè. Cẩn thận. Còn thôi anh để nó xuống, lấy khúc cây xuống. Nó bay mấy con lận. Mấy con lận hả? Trốn trong này. À con tôm này ví dụ mình đưa nó lên cạn lâu quá nó có sao không ta? Không, nó chỉ cần không khí ẩm thôi. À. Không khí ẩm là được. Không, để cái lấy khúc cây xuống đất luôn anh. Ok.
hơi nặng. Để lát họ nó tự bò ra thôi. Để ở đây đi. Bò lát nó bò ra chợ luôn rồi xong luôn. Nó cũng ra rồi. Nó rớt ra. Cứ quay cái hồ này trước đi. Ok. Đây các bạn. Hồ này mình chơi thôi các bạn. Hồ này là hồ chơi của cô bạn chủ shop. Ôi con hồ tím đẹp quá. Còn cái bạn màu cam này là dòng gì em? Mấy con đó. Cho. À. Em cũng lười lấy ra. Đây cái bạn cam kia cũng rất là đẹp. Nó ở đó lâu rồi, đâm ra là em để nó ở đó luôn. Cái con tím mà tím lợt lợt á, dòng G-Color Snake Skin. Dòng đó max size là tầm 2. Max size hiện tại trên thế giới là bên Hàn Quốc ghi nhận là 22 cm. Wow. Còn to hơn nữa. 22 cm là cỡ một gang tay mình á. Rất là bự luôn. Cái màu xanh cũng đẹp mà màu tím cũng đẹp ha. Xanh nó đẹp kiểu màu xanh, tím đẹp kiểu màu tím. Tím thì cũng có tím đậm, tím lợt. Tím này đẹp nè. Con trong góc không? Oh. Cái con đó là G-Color Snake Skin. Con này thì em đang tơi quá. Mẹ bố anh em ơi. Hướng dẫn con với anh ơi. Nuôi tầm bao nhiêu à, từ vài chục tới khoảng 4 triệu 5 triệu các bạn, vài chục ngàn cũng có, dòng cơ bản ha. Ví dụ như con trước màn hình mình là cỡ nhiêu em? Con nào anh? Con nè, con đó nè, con đó là 3 triệu rưỡi 4 triệu con. Rồi cái con đẹp lộng lẫy lung linh vậy có 3 triệu rưỡi các bạn. Còn những cái con màu xanh màu tím ở đây là 2 triệu. Rồi. Tại vì cái dòng đây là cái dòng khác, cái giá nhập nó cao hơn với lại nó tốn cái thùng của mình hơn á. Ví dụ như mà một thùng mình đi được 200 con đi thì nếu mà anh đi cái dòng này anh chỉ đi được 130 con thôi. À. Nên là nó tốn cái thùng. Nó tính theo kiện, vận chuyển nó tính theo kiện đúng không? Nó có 2 triệu rưỡi, 3 triệu nói chung mình thấy nó khá mềm so với những dòng bét khác á. Mà đẹp, lạ. Coi tướng nó đi kìa. Lấy khúc cây ra đâm ra là nó hơi bụi hồ. Ừ. Tại vì em đây làm thích cái sỏi này. Nhìn nó lên hồi nó sang. Đúng rồi, viên sỏi tròn quay ở sang, đẹp. Còn như mấy con đỏ đỏ kia thì nó rẻ hơn nữa đúng không? Mấy con nó có chắc 100 ngàn, 200 ngàn. Đó, nó rẻ. Đây. Nó ở hồ lâu rồi đó, em lừa bắt ra đó. Cái bạn cái tôm đỏ bên kia kìa các bạn. Thấy đẹp vậy chứ có 200 ngàn à. Đó, thấy đẹp vậy mà có 2 xị à. Nuôi tôm thì rất là đơn giản luôn. Nó không có đòi hỏi mình quá nhiều. Có oxy và chịu khó thay nước, một tuần hai tuần mình thay nước một lần là đúng bé rồi. Nó khỏe thôi. Đồ ăn cũng dinh dưỡng cũng đơn giản luôn, các bạn có thể cho ăn mồi tươi, ví dụ như tép luộc, trùng chỉ đông lạnh, trùng huyết á, trùng huyết á, trùng huyết đông lạnh. Rồi hoặc là nó có thức ăn viên của nó luôn. Đúng rồi. Rất là đơn giản vậy thôi. Không hề khó và nó rất là ít bệnh anh em ha, rất là ít bệnh. Hầu như là không có bệnh. Hầu như là không có bệnh luôn. Chỉ có là anh ký em sinh. Nuôi anh em nuôi dơ. Mà nước dơ quá nó sẽ ra ký sinh và cái bạn tôm của các anh em sẽ không có lớn được. Đúng rồi, cái đó thôi, chỉ vấn đề đó. Còn lại thì rất là dễ, rất là trâu luôn. Wow, đẹp quá. Con anh chiều nay anh em về nhóc anh nó khoái lắm cho mà coi. Nó dạng nó bơi thoải mái. Chứ lại đây máy luồn mạnh lắm. À luồn hả? Hỏi luôn hồ công nghệ mới là nó không thấy máy bơm ở trên hồ vậy hả? Rồi, thuê cho anh em một cái hồ cho anh em chơi. Minh ơi đọc lại địa chỉ giùm. Địa chỉ 15/3 Hoàng Hoa Thám, phường 3 Tân Bình. Mà thường là em bán online. Các bạn có thể kết nối với lại chủ shop trước ha, tại vì chủ shop là đi học rồi có đi làm nữa. Đó, cho nên là đa số là hoạt động online nha anh em. Trời ơi con màu tím này cái góc má này đẹp quá nè. Màu tím chứ lộn. Kết nối với lại Facebook Nguyễn Đức Minh. Mở ngoặc ra là Minh Tôm. Đó, anh em lên Facebook và cứ bấm cái đó ra là sẽ ra.
Rồi mình gọi là mình nhắn tin nha trước, hẹn hò nha trước. Chứ không phải là shop, đây là không phải là cái shop mà mở cửa giống như cái tiệm bán cá cảnh hay gì mà mở gọi là ngày nào cũng mở từ sáng tới chiều ha, nó khác nhau. Anh em hoạt động trên online là chính, cho nên có gì mình nhắn tin hẹn hò nhau trước. Cái này chỉ là cái nhà riêng của em thôi, nhà chưa. Về. Còn em thả mấy bạn cá vô đây, cá này đâu phải thả để cho làm mồi. Không phải cho đẹp anh, tại thích loại đó, tại nhìn nó tự nhiên. Đúng rồi, đẹp. Nhìn nó hoang dã, nó không có kiểu là màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Đúng rồi. Mấy bà đó nhìn nó hoạt hình quá. Đúng rồi. Cái này nhìn nó giống cá cọp đồ này nọ, ngầu. Có khi nào nó gấp chúng được con này không nè? Em thả hai mấy ba chục con á, gần có nhiêu đó. Tại cái này cũng rẻ à, 5.000 con anh. Là lỡ ăn thôi. Ok. Nè nó ra chơi nè. Ra chơi. Tương tác nè. Ok, anh em còn có câu hỏi nào nữa không? Đâu rồi? Anh em đang coi livestream đâu? Cái này á hả? Cái này nhiệt độ nuôi tốt nhất, ví dụ như mấy dòng này nuôi nhiệt độ 24 độ anh em. 24 độ, không cần nước lạnh mà ví dụ mà có mình nuôi nó trong cái phòng máy lạnh thì tốt hơn hả Minh ơi? Dạ đúng rồi, nuôi máy lạnh thì sẽ tốt hơn. Nó chịu mát. Em là chơi hàng khoáng giả. Hàng khoáng giả là phải chơi nước lạnh. Không, nhưng mà ý là cái hồ mình đâu có xài chiller hay gì đâu. Đúng rồi, tại vì ở đây là chơi nước lạnh rồi, chơi máy lạnh luôn. Coi như là cái máy lạnh cho nguyên cái không gian này luôn. Nhưng mà thật ra nếu mà anh em chơi và chơi kiểu không sinh sản á, thì chơi dưới 28 độ ok. Dưới 28 là vẫn khỏe bình thường, không sao. Dưới 28 độ là các bé nó vẫn có thể sống khỏe anh em, coi như là coi như ngang nó chỉ ngang không độ. Đẻ thôi. Nó không đẻ sinh thôi. Sản thôi. Giống như mình ấp trứng cũng phải có nhiệt độ. Đúng rồi. Không mà anh em mà đã tính tới đường sinh sản thì anh em cũng trang bị kiến thức nhiều rồi. Tại vì nếu mà cái loại mắc tiền mà đẻ là rất nhiều tiền. Đúng rồi. Tại vì một bảy nó đẻ 100 con. 100 con. 100 tới 150 con, một con là 200 nghìn. Thì anh cũng thu lại nhiều. Cho nên là đầu tư vô cái đó thì cũng ok, mà cái đó là hên xui. Hên xui. Mình không quản được. Đúng rồi, mình đâu ép nó đẻ được. Thích thì nó đẻ thôi. Nuôi chung hả? Nuôi chung á là nó có tiềm ẩn rủi ro nha anh em. Ví dụ như thứ nhất á, theo cái này là mình lặp lại theo cái chia sẻ của bạn Minh hồi đầu clip, nói lại cho anh em nào chưa coi. Có nghĩa là thứ nhất, nếu các bạn muốn nuôi chung thì các bạn nên nuôi chung một giới tính. Ví dụ như cái hồ này là mái không hoặc là trống không. Chứ anh em mà nuôi gọi là lộn xộn với nhau thì nó sẽ đánh nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là con tôm nó có quá trình lột vỏ. Thì trong lúc ví dụ bạn nuôi chung 3-4 con thì cái con nào lột vỏ thì nó sẽ yếu, nó sẽ bị những con khác nó tấn công. Đó. Cái thứ ba nữa là ví dụ như thiếu thốn đồ ăn là tụi nó dứt nhau luôn. Đó, tụi nó chơi nhau luôn. Thì tốt nhất vẫn là nuôi solo là hay nhất. Đúng rồi, nuôi solo. Tại nuôi solo nó không, thật ra nó không buồn đâu, nó không khoái nữa. Có nghĩa là tụi này tính lãnh thổ nó cao. Cho nên đúng. Là anh em nuôi solo mới là chuẩn chỉ cái cách nuôi của nó ha. Cho nên là anh em đừng có sợ nó buồn. Quá đẹp. Và tôm này là loài ban đêm nha anh em. Loài ban đêm có một lợi thế đối với lại những người coi như là đi làm với tụi mình rồi. Làm cả ngày về tối đầu nằm nghỉ ngơi ngắm tụi nó hoạt động là đúng thời gian. Chứ con nào ban ngày đến lúc mình đi làm về là nó cũng ngủ mất tiêu rồi. Yeah. Con này là tầm size 14, 15 luôn. Tại vì con này là 8 xăng nè. So với con kia. Đó, con này cũng là tầm 7 xăng, 8 xăng so với con. Là mình đo là mình kéo căng cái càng ra. Đo là mình sẽ tính size trong cơm mà để bán luôn á, hay là đo size mà để mình úp lên khoe á. Là tính từ đuôi tới đầu, không tính càng. Đuôi tới đầu thôi. Tại vì đặc thù là con máy càng nhỏ mà nếu mà anh tính càng thì cái size nó không chuẩn. Các bạn thêm một cái thông tin giá trị nữa là tính size tôm thì chúng ta chỉ đo từ đuôi cho tới cái đầu thôi nha anh em, không tính cái càng. Mấy cái con này là hột dạng phẩm siêu cao luôn, anh thấy cái body nó xanh nét luôn, với lại râu rồi rất là dài. Đúng rồi, như con tím bên này là râu là rất là dài luôn. Đúng rồi, là phẩm cực kỳ cao, mà chỉ có là hàng hoang dã mới có thôi. Đúng. Anh nuôi từ con nhỏ lên không bao giờ được, tại vì nuôi lên tầm size 3 đã sẽ có rủi ro rồi. Nó không có quen, nó không thể lớn được nữa. Có những cái dòng bull chờ nãy em nói đó, làm ra baby được, nhưng mà nuôi lên tới size 3 là đa số là chết gần hết, giữ lại được rất là ít.
nên là chỉ muốn chơi hàng to mà ok, là chỉ có chơi hàng hoang dã thôi. Nhưng mà hàng giả nó mới lên được những cái tố chất đẹp được. Đúng rồi, mình tại vì không so sánh được. Nó đơn giản thôi, ví dụ anh nuôi con hổ trong sở thú khác con hổ ngoài tự nhiên. Đúng rồi. Hổ trong sở thú nó không có cái nết ha, không có bản năng. Đúng rồi. Bản năng nó bị kém đi. Cũng nghịch ngợm dữ ha, cũng bò đi chơi rồi. Tụi này mình nuôi riết chắc nó cũng thân mình ha. Nó thân dạ, nó gặp rồi. Em nó sẽ đi ra nó kiếm ăn rồi. Đúng rồi, mình nuôi mình cho nó ăn, cho nó ăn quý nó quen mình. Ừ. Quá phê. Phẩm chất rất là cao luôn các bạn, cái con xanh trong kia cái màu xanh nó đẹp lắm. Màu xanh nó sang, ở là sang này. Sang kết hợp với trắng nữa. Quá đẹp. Ok anh em còn câu hỏi nào nữa không? Có bán cá thủy bao nhãn không anh? Cá thủy bao nhãn anh em ra tiệm cá bán, tiệm cá cảnh á là có bán ha. Cứ tới tiệm cá cảnh gần nhà mình tìm. Tiệm cá nó cũng không mất tiền lắm. Màu tím đẹp quá, đúng rồi, màu tím đẹp lắm. Một lát mình sẽ chọn một cái một bé màu tím. Thôi giờ chọn luôn đi. Có hai con thôi anh. Đợt thì em về có hai con VIP nhất. Nên em đổi ở đây chơi. Nên em là thật sự là đam mê thì mới chơi được tới. Tại vì một cặp đó, em bán là 1.800.000 mà bây giờ một con đó là 2.000.000 rồi. Nên là thật sự là thích nó thì mới dám xuống tiền chơi với nó. Được. Ok bây giờ trước khi mình chọn tôm á thì bây giờ tại vì mình cũng có đặt Minh trước một cái, mình nói Minh ơi thiết kế giùm anh một cái bộ để mà anh chơi tôm đi. Thì cần cái gì mình đã chuẩn bị sẵn cho mình đây. Thì sẵn ở đây mình sẽ quay cho anh em có một cái khái niệm. Nếu anh em muốn chơi thì anh em cũng biết là cần chuẩn bị cái gì cũng như là bao nhiêu tiền đó, để có thể tiếp cận thì cũng rẻ à. Ok sẵn mình quay cần cái gì và mình báo giá cho mọi người biết luôn đi Minh ơi. Để mọi người dễ chọn. Còn đồ trong kia để em đem ra. Ok. Đi đâu mà cũng tha đồ về kiểu này chắc mốt thành nhà thành cái sở thú thiệt luôn á. Nhìn gì cũng mê hết. Đúng là thích đủ thứ à. Này có khúc cây cho anh ha. Ồ. Khúc cây này thì tùy tiệm cá bán thôi. Có hai cái hang anh chọn đi. Anh coi hết hang. Tôi cho anh cái hang bự ha. Hang bự đi, hang bự cho nó thoải mái ha. Thoải mái đúng rồi. Này bỏ vô. Anh lấy ra luôn đi. Đây. Hang. Thì đây là cơ bản setup cơ bản cho tôm thôi. Mà chơi solo một con thì về là ok rồi. Đây mình thì nói chung mình thích nuôi cái gì nó cũng có đôi có cặp đó, thì nãy mình tính là bắt một cặp tuyển một cặp nhưng mà qua đây mình tư vấn á, một cặp á, thì nó sống chung với nhau á, thì nó cũng có cái sự rủi ro là ví dụ như khi mà con nào đó nó thay vỏ thì nó sẽ rất là yếu. Nếu mà chúng ta không có tách nó ra trong cái thời điểm đó thì có thể cái con còn lại nó sẽ tấn công cái con đang yếu thì nó sẽ hao hụt đi. Cho nên là mình sau khi mình nghe được cái thông tin đó thì nói thôi vậy anh nuôi một con thôi, nuôi solo thôi cho nó đủ rồi. Tại lâu lâu anh ngồi anh ngắm rồi chứ anh cũng không có mộng mị đẻ hay là cái gì cả. Nói chung là chưa có thời gian, biết đâu sau này có thời gian thì sẽ đi sâu hơn. Nuôi solo là kiểu mình chơi an toàn, không có chơi kiểu rủi ro. Nếu mình chơi rủi ro thì có khi mình có một bài baby thì mình lụm lại tiền, còn không thì mất hết. Ok. Đó là anh em nào thích trải nghiệm sinh sản đồ này nọ thứ. Còn hiện giờ mình chưa có nhu cầu. Ok bây giờ mình sẽ bóc tách cái hồ này ra coi giá trị bao nhiêu để có thể mình chia cho anh em nha. Như cái hồ này là bao nhiêu em? Cái hồ này là 60-40 ha, thì tùy tiệm bán nó sẽ tầm 300-400 ngàn một cái. 300-400. Dạ. Còn cái lọc này là lọc treo HPL 803 là sẽ là tầm 350-400 tùy tiệm bán. 350-400. Là tùy tiệm bán thôi. Nó là còn cái đèn này là cái đèn bình thường thôi, tại vì tôm thực sự nó không cần đèn xịn đâu. Đèn này là đèn trắng như bên em thôi nhưng mà nó có hai dãy led ha. Nó có led vậy nè. Thì anh sẽ nhìn con tôm của anh nó sáng hơn. Còn như cái đèn trên cái hồ này của em là đèn đúp RGB, tức là white, red, green, blue. Tức là đủ màu luôn là để trồng cây. Giả lập ánh sáng tự nhiên. Còn như chơi tôm thì anh không cần cái đó. Chỉ cần sáng là đủ rồi. Đúng rồi, sáng cho mình nhìn thôi đủ rồi. Cái đèn này cho hồ 60 luôn. Cái đèn này là tầm 150. Ồ, 150. Cũng không có mắc lắm.
trăm rưỡi, ba trăm rưỡi, nãy nói cái hồ này nhiêu ta? Ba trăm với 350 là 650, cộng với cái đèn này 150 nữa là 800 ngàn. À, có cái hồ ha. Rồi. À, rồi khúc cây này thì chắc tầm 100-200 ngàn là có tùy tiệm ha. Ok. Khúc cây cho nó leo hơn. Và cái hang này là tầm 35-40 ngàn một cái. Hang gốm. Rồi thì sỏi anh chơi sỏi VIP nên là 110 ngàn một ký. Thì cái hồ này anh chơi 1.5 kg tới 2 kg là ok. Đó, trăm rưỡi ký hả? 110 ngàn ký coi như là ký rưỡi thì cho nó cỡ 150 ngàn đi. 150 ngàn khúc cây này 100 ngàn nữa 250 cái hang 50 30-40 ngàn cho 50 đi cho dễ tính là thành 200 đi. 200 coi như có 1 triệu bạc à. Setup là cái tiền phần cứng á, setup hồ này nọ, trang thiết bị luôn thì chỉ có 1 triệu bạc thôi. Bây giờ kiếm con tôm khoảng chừng 2-3 triệu nữa là có cái hồ vậy, nó là nhức nách này, nhức cái lắc ngon lành này, tuyệt vời. Rồi thì đây là tổng quan về cái bộ môn nuôi tôm cảnh. Thì vừa rồi là chúng ta cũng đi tham quan những cái dòng tôm từ học sinh sinh viên cho tới những cái dòng mà nó tương đối là nó hơi cao chút xíu, nhưng mà cũng không quá cao bạn, so với mấy dòng bếp khác thì mấy con mà xịn xịn này nó cũng khoảng 5 triệu thôi chứ nó cũng không quá cao. Nhưng mà theo Minh nói thì trên thế giới nó còn những cái con mà nó hiếm hơn thì nó cũng đâu đó vài chục thôi đó. Thì như vậy cách chăm sóc thì mình cũng đã chia sẻ rồi, rất là đơn giản. Điều kiện để chăm sóc bé nó thì cũng rất là đơn giản luôn. Thì hy vọng là các bạn, nếu mà bạn thấy hứng thú thì các bạn có thể kết nối với lại Minh chủ shop. Các bạn lên Facebook là cứ search ra là Nguyễn Đức Minh mở ngoặc Minh Tôm là sẽ ra thông tin của mình, cũng như là shop và sản phẩm này đó. Thì chúng ta mình không có bán nha các bạn, mình không có bán, mình chỉ giới thiệu thôi nha các bạn. Mình chỉ là một người yêu thích nuôi con này con kia, rồi mình kết nối, mình đi tìm hiểu xong rồi mình kết nối với mọi người thôi, chứ mình không có bán ha. Đó thì có thể kết nối trên đó rồi chúng ta có thể trao đổi thông tin, học hỏi thăm cách nuôi tất cả mọi cái. Rồi coi như là ship toàn quốc ha, vô tư luôn. Ok. Rồi chúc mọi người có những cái phút giây mà nghỉ ngơi và xem những cái dòng bếp độc lạ trên kênh của Nam Ngô Farm ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Đẹp, con màu xanh này đẹp quá nè, ai chơi đi.